Xin chào các bạn. Ở trong video này tôi sẽ hướng dẫn lại cho chúng ta là cách sử dụng 12 thì. Thật sự thì nó là 16 thì chứ không phải là 12 thì. Thì trước hết ở đây chúng ta sẽ nhìn vào ba cái symbol. Thì symbol present nó sử dụng khi chúng ta nói đến những cái việc nào mà chúng ta làm hàng ngày. Đó, rồi một cái thói quen hay là một cái sở thích. Thì cái tần suất mà lặp lại của cái hành động nó xảy ra thường xuyên, liên tục và tới bây giờ vẫn còn chưa chấm dứt thì chúng ta sẽ dùng symbol present. Tôi nhắc lại là chúng ta sẽ diễn tả là thói quen, sở thích hoặc là cái hoạt động hàng ngày của mình. Thì ở đây chúng ta dùng thì này. Symbol past, khi nào mà các bạn muốn nói về một cái hành động đã xảy ra và kết thúc hẳn ở trong quá khứ, nó không còn liên quan gì đến hiện tại nữa, thì chúng ta sử dụng cái thì symbol past này, quá khứ đơn. Nhưng lưu ý ở đây, khi chúng ta sử dụng symbol present thì đặc biệt động từ ở ngôi thứ ba số ít chúng ta phải thêm vào S hoặc là ES. Thì cái trường hợp nào S hay ES thì chúng ta có thể là tra cứu được. Nhưng chúng ta lưu ý ở đây. Còn đối với lại symbol past thì chúng ta sẽ dùng là verb ED hoặc là verb động từ bất quy tắc ở cột 2. Lưu ý. Thì ở cái symbol past này bắt buộc chúng ta phải thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi về symbol future. Thì khi chúng ta dùng cái thì tương lai đơn, cái gì mà xảy ra trong tương lai thì chúng ta cứ dùng tương lai đơn. Vậy thì ba cái thì đơn này nó rất đơn giản. Cứ là mình đặc thù của tương lai thì là tương lai đơn, của hiện tại đơn và của quá khứ là quá khứ đơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái tiếp diễn. Thì ở đây chúng ta thấy có những cái present continuous, past continuous và future continuous. Thì ba cái thì tiếp diễn nó sử dụng khi nào? Khi chúng ta có một cái thời điểm cụ thể, chẳng hạn ở hiện tại, thì chúng ta sẽ thấy nó thường chia ở mức độ giờ, quá khứ cũng vậy. Thì đó là giờ nè, khi mà chúng ta thấy nó xuất hiện một cái giờ cụ thể. Một cái người ta hay dùng chữ at the moment là thời điểm hiện tại, ngay lúc này, right now cũng là nhấn mạnh là ngay lúc này. Hay là chúng ta thấy có một cái câu nói hai người đang nói chuyện với nhau, thì miễn là mình dịch ra là đang thì nó có nghĩa là cái thì tiếp diễn đang được sử dụng ở cái thời điểm đó. Rồi, vậy thì ở hiện tại thí dụ là hỏi vào lúc này bạn đang làm gì? À, tôi đang làm vậy. Vậy thì cũng vào thời điểm này nè, cái giờ này, ngày hôm qua bạn đang làm gì? Thì chúng ta sẽ dùng là quá khứ tiếp diễn. Đó, vậy thì mình cứ khi nào mình muốn nói một cái điểm cụ thể ở trong hiện tại hay trong quá khứ hay trong tương lai, chúng ta sử dụng là thì tiếp diễn. Thì tương lai cũng vậy. Thí dụ vào giờ này ngày mai bạn đang làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng là thì tương lai đơn. Đó. Rồi bây giờ tới những cái mà khó hơn, đó là chúng ta sẽ thấy những chữ như là present perfect. Đó, present perfect, past perfect và future perfect. Thì present perfect nó diễn tả một cái hành động đã xuất hiện ở trong quá khứ rồi. Và cái thời điểm mà chúng ta xét ở cái điểm kết thúc á, nó nằm ở hiện tại. Hay chúng ta hay dịch ra là từ đó cho đến nay, từ đó cho đến nay. Chẳng hạn mình muốn nói rằng là tôi đã học tiếng Anh từ năm 2010 đi. Thì cái điểm bắt đầu học của mình là năm 2010. Tới bây giờ mình vẫn còn học là 2018. Vậy thì 10, 18. Đó, cho thấy rằng là tôi chưa nghỉ việc học tiếng Anh. Nó vẫn kéo dài một khoảng thời gian là 8 năm như vậy. Thì đối với lại những cái thì mà perfect này, thì chúng ta sẽ thấy điểm thời gian, người ta sẽ dùng since. Đó, since để nói về cái điểm thời gian. Đó, còn nếu mà người ta nói về cái khoảng thời gian này thì thường người ta dùng for. Đó, và trong cái thì này thì nó hơi phức tạp xíu, là tại vì nó có một ý diễn tả rằng một hành động mới vừa xảy ra, thì thường chúng ta dùng với chữ just để nhấn mạnh là cái sự việc nó kéo dài chưa lâu. Thí dụ tôi vừa mới gặp anh ta ở bên ngoài. I have just seen him. Cho nên khi mình dùng have just seen him là tôi gặp anh ta chưa lâu. Hay thí dụ mình nói cái khác là họ mới đám cưới. They have just married. Mới cưới, cưới chưa lâu. Thì ở đây nó có cái ý đó nữa. Đó. Hay là chẳng hạn mình người ta hay hỏi have you ever.
thì chúng ta thấy khi mà dùng là từ đó đến nay bạn đã từng đi đâu đó chưa? Xét cái việc từ nhỏ cho đến hiện tại lúc này. Chẳng hạn ha, tôi nói bạn đã từng đi Mỹ chưa? Have you ever gone to the US? Đó, từ nhỏ đến lớn bạn đã từng đi Mỹ chưa? Thì nếu chưa từng mình cũng là I have never gone. Nhưng nó có một cái trường hợp như sau. Nếu như mà cái chữ mà never chúng ta sử dụng từ đó và chúng ta xét đến cái thời điểm này thôi, thì là chúng ta dùng never mà have never cộng với 3. Còn nếu như never mà nó có một cái câu nhấn mạnh là chẳng hạn như rằng là chúng ta làm cái hành động đó và trong tương lai chúng ta cũng không làm. Chẳng hạn như là tôi chưa từng đi Mỹ và tôi cũng không bao giờ có cái ý định đó. Chẳng hạn mình không thích nước Mỹ chẳng hạn. Thì khi nào mà tôi nhấn mạnh rằng là trong tương lai tôi cũng không muốn đi luôn, thì có khả năng chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Tại vì nó có thể nó liên quan đến thói quen hay là sở thích của mình, thì chúng ta sẽ trở về hiện tại đơn. Cho nên khi chia thì chúng ta không được chia theo cảm tính, có nghĩa theo cái từ nào đó. Cho nên nhiều bạn thấy never chỉ chia được đúng một thì là không phải. Không ai nói rằng là có cái từ đó là chúng ta buộc phải dùng cái thì đó. Rồi, vậy thì đó là present perfect. Còn past perfect, past perfect là quá khứ hoàn thành, chúng ta sử dụng khi nào? Khi mình có hai cái điểm thời gian, một hành động xảy ra trước và một hành động xảy ra sau trong quá khứ. Đó, thì nếu mà cái hành động mà xảy ra trước thì chúng ta sẽ dùng past perfect là thằng này đây. Còn hành động nào xảy ra sau chúng ta sẽ dùng simple past. Chẳng hạn, ngày hôm qua trước khi tôi đi ngủ thì tôi đi tắm. Vậy thì hành động tắm xảy ra trước rồi mới tới hành động đi ngủ. Thì hành động tắm chúng ta sẽ chia ở past perfect. Cho nên là I had the, had the nha mọi người, had the cộng với một cái V3 hoặc là VED. Ví dụ như là đi tắm chúng ta hay dùng với lại động từ take a shower, thì bây giờ là taken. I have taken a shower. Trước khi là before, I went to sleep, trước khi tôi đi ngủ. Rồi, hoặc là anh ta đã từng rất giàu có trước khi anh ta phá sản vào năm 2010. Vậy thì hành động phá sản ở quá khứ, hành động giàu có trước thời điểm đó, cho nên là quá khứ hoàn thành. He had been very rich before he went bankrupt vào năm 2010. Đó, vậy thì chúng ta hiểu cái past perfect này. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng past perfect, nó phải có một cột mốc về thời gian. Nếu không có cột mốc thời gian, chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn luôn cho nó lẹ. Đó. Rồi bây giờ chúng ta qua tới cái thì future perfect. Thì future perfect này nó cũng có những cái ưu điểm của hoàn thành giống như vậy, nhưng cái khác là nó sẽ xét ở thời điểm tương lai. Thì ở đây chúng ta có hai thời điểm tương lai. Đó, chẳng hạn từ bây giờ cho đến trước năm mà tôi, thí dụ như là bây giờ là trước năm 50 tuổi đi. Đó, vậy thì mình lấy cái mốc mình 50 tuổi là một cái mốc tương lai. Vậy thì trước cái thời điểm đó, chứ không được chạm vào cái thời điểm 50 tuổi nha mọi người. Trước cái thời điểm đó, trước thời điểm 50 tuổi là tôi sẽ phải có 1 triệu đô la trong ngân hàng. Thì khi mà mình dùng cái future perfect này thì mình muốn rằng là tới trước thời điểm này mình phải đạt được con số đó, thí dụ như 49 tuổi. Trước là khoảng chừng 49 tuổi là mình là thời hạn chót là mình phải có được 1 triệu đô la trong ngân hàng, ví dụ như vậy. Thì lúc này là dùng tương lai hoàn thành. Hay là chẳng hạn như rằng là mình có cái câu ngày mai trước khi anh đến thì tôi đã đến công ty rồi. Tức là mình muốn nhấn mạnh cho người bạn mình biết rằng là mình ngày mai á, sáng mai, thì cái hành động mình đến và hành động anh ta đến đều ở tương lai hết. Nhưng mà mình đến trước anh ta, vậy thì mình đến trước mình sẽ dùng mình là tương lai hoàn thành. Còn anh ta đến sau thì anh ta dùng hiện tại đơn. Rồi cái này tôi nói thêm, khi mà chúng ta có một cái câu và nó có hai mệnh đề, thì một mệnh đề là tương lai, thì một mệnh đề còn lại phải ở hiện tại đơn. Mọi người lưu ý nha, hiện tại đơn
Dù rằng chúng ta dịch thí dụ như rằng là anh ta đến công ty và tôi đến công ty thì đều phải xảy ra ngày mai, nhưng chúng ta sẽ không viết hai vế là ngày mai tôi sẽ đến công ty trước khi anh sẽ đến. Tức là chúng ta không dùng will ở cả hai cái mệnh đề trong cùng một câu như thế này. Còn nếu muốn dùng will thì hãy tách nó thành hai câu đơn. Thí dụ tôi sẽ đến công ty chấm anh sẽ đến công ty sau thì được. Còn khi ghép lại thành một câu mà chứa hai mệnh đề thì chúng ta sẽ phân biệt sự trước sau bằng cách một cái là tương lai hoàn thành và một cái là tương lai đơn. Mọi người lưu ý ở điểm này nha. Cái vế mà xảy ra sau, vế đó sẽ được ở tương lai đơn. Đó, hay nói nôm na là có một vế hiện tại, có một vế tương lai thì vế kia ở hiện tại. Vậy là ở đây chúng ta đã trải qua được là chính thì. Đó, từ là hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, rồi ba thì tiếp diễn và ba thì hoàn thành. Thì nhắc lại, ở riêng hai anh hoàn thành này thì chúng ta phải có một cái mốc thời gian thì mới dùng được. Cho nên anh này phải xảy ra trước một thời điểm quá khứ và anh này phải xảy ra trước một thời điểm tương lai. Nếu không có mốc thời gian thì mọi người dùng đơn cho nó khỏe. Vậy thôi. Vậy thì nếu mà mình thắc mắc rằng là có cái thì mà hoàn thành tiếp diễn, chẳng hạn chúng ta có present perfect continuous, thì tất cả những thì mà hoàn thành tiếp diễn nó là thể nhấn mạnh của hoàn thành. Chẳng hạn tôi xét tôi học tiếng Anh từ năm 2010 đến năm 2018 thì tôi dùng present perfect. Nhưng nếu tôi muốn ẩn cái ý rằng là việc học của tôi còn kéo dài qua đến tương lai không nghỉ, thì lúc này tôi sẽ dùng present perfect continuous. Cho nên thay vì dùng I have studied thì bây giờ là I have been studying. Thì hai câu này nghĩa nó cũng y chang nhau. Nhưng khi mình dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì mình muốn nhấn mạnh cái ý tương lai, có nghĩa rằng là nó đúng hơn và nó dài hơn. Thế thôi, nó dài hơn. Đó. Thì thông thường mình người ta thích dùng là hoàn thành tiếp diễn, nghe cho nó dài, cho nó hoành tráng vậy thôi. Chứ còn hai thì này thật chất là một. Thật chất là một. Nhưng có trường hợp nào mà hai thì này khác nhau không? Có. Đó là nếu mà chúng ta dịch nó là mới vừa hay có một câu nào cho thấy hành động đã kết thúc. Chẳng hạn, nếu tôi dịch ra rằng là mắt cô ta đỏ hoe, chứng tỏ cô ta vừa mới khóc. Vậy thì là her eyes, chẳng hạn, are red, cho thấy cô ta vừa mới khóc. Thì cho dù tôi không dùng cái chữ just ở đây, nhưng mà chúng ta sẽ dùng là she has cried ở ED. Has cried. Chứ nếu mà bạn dùng là she has been crying, là con bé nó còn khóc. Đó, she has been crying, cho thấy cô bé nó còn khóc. Thì những cái trường hợp mà cho thấy hành động nó đã kết thúc rồi thì tốt nhất là chúng ta nên dùng là hoàn thành thôi, đừng dùng hoàn thành tiếp diễn. Vậy là xong 12 thì. Bây giờ tới những cái thì mà tương lai chúng ta phải phân biệt. Thì khi chúng ta dùng dự đoán mà dự đoán có căn cứ thì chúng ta sẽ dùng với will, và nếu dự đoán vô căn cứ thì chúng ta sẽ dùng với lại be going to. Chẳng hạn tôi nói rằng là sau này đó tôi sẽ trở nên nổi tiếng, thì ở đây tôi không đưa ra một cái dẫn chứng nào cả, cho nên lúc này là một cái dự đoán vô căn cứ. Hay là Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc, không có căn cứ luôn. Nhưng mà khi nào mình dùng be going to đây, chẳng hạn ông hàng xóm tôi ổng mắc bệnh, chẳng hạn tôi biết ổng mắc bệnh lâu năm rồi và bây giờ ổng rất yếu, thì tôi nói anh ta mắc bệnh lâu năm rồi, chắc anh ta sắp qua đời. Thì khi mình dự đoán mà có căn cứ đó, ở đây tôi lộn xíu, cái này tôi ghi lộn thôi nha mọi người. Rồi ở đây thì chúng ta có vô căn cứ và ở đây chúng ta có căn cứ. Vậy thì khi mà mình là vô căn cứ mình dùng will và có căn cứ mình dùng be going to, vậy thì lúc này là he is going to die chẳng hạn, mình đoán. Còn nếu mình nói một cái dự định, thí dụ dự định chưa cụ thể, tôi hỏi thứ bảy rảnh không mình đi xem phim đi, thì nếu trong trường hợp này thì có khả năng là tôi sẽ dùng be going to, tại vì phim gì mình chưa biết, giờ nào không biết luôn. Nhưng nếu tôi có một cái giờ cụ thể, chẳng hạn tôi hỏi tối thứ bảy 7:30 chúng ta đi xem phim Người Nhện đi,
thì lúc này dự định nó trở nên cụ thể, chúng ta nên dùng là continuous, là tiếp diễn. Thì thật sự ra thì bốn cái thì tương lai đó có hiện tại đơn nữa, thì hiện tại đơn tôi sẽ nói sau. Thì ba thằng này will be gone to và continuous, thì thật sự ra thì ba anh này rất là giống nhau. Tức là trong văn nói của mình hoặc là văn viết, thật sự ba anh này chúng ta thấy rằng là trừ thằng will này thì nó trung tính quá, tức là nó tính mức độ chắc chắn nó không cao. Cho nên thông thường thì be gone to và continuous người ta sử dụng nhiều hơn, nhất là anh này nó mang cái hàm ý chắc chắn cao hơn. Đó, ngày mai tôi sẽ đến gặp anh. Đó, ngày mai tôi sẽ đến gặp anh nhé. Am I going to see you tomorrow? Chẳng hạn như vậy. Thì lúc này họ thích dùng tiếp diễn hơn. Đó, mang hàm ý chắc chắn hơn. Vậy thôi. Còn cái thì hiện tại đơn nó cũng có diễn tả một ý của tương lai, nhưng mà thường là những cái kế hoạch mà có sắp xếp ở thời khóa biểu, hay là những cái kế hoạch mà lớn, quan trọng. Chẳng hạn như cái hội nghị sẽ tổ chức vào tháng 6 này, ngày 23 tháng 6 ví dụ vậy đi. Thì khi cái hội nghị nó đã được lên một cái kế hoạch và gửi thư mời, in thiệp mời, có danh sách này kia hết rồi, và đi đặt chỗ hội trường vân vân, thì cái khả năng hủy của cái hội nghị này rất là hiếm. Thì thường người ta sẽ dùng ở thì hiện tại đơn. Cho nên hiện tại đơn tôi nói nôm na là chúng ta sử dụng cho một cái sự kiện quan trọng trong tương lai. Đó. Vậy thì tổng cộng là chúng ta có 12 thì bình thường và 4 thì tương lai. Đó, thì 16 thì như nói nôm na là thật sự nó chúng ta sử dụng không hết, cần hết đâu. Cái quan trọng là gì? Chúng ta phải sử dụng được một số thì quan trọng sau đây. 3 thì đơn, 3 cái simple. Và chúng ta sử dụng được cái present perfect là một trong những cái sử dụng rất nhiều. Rất rất là nhiều anh này. Đó, rồi anh be gone to và anh mà tiếp diễn. Đó, anh present continuous, anh này cũng sử dụng rất nhiều. Nhắc lại, ba thì đơn, present perfect và present continuous, be gone to. Sáu thì này sẽ được sử dụng nhiều nhất trong văn nói và văn viết. Hy vọng rằng là sau khi coi video này chúng ta sẽ hiểu cách dùng của 12 thì. Còn những cái mà công thức của từng thì thì cái này là chúng ta có thể tự tìm kiếm được ở trên mạng, hoặc là ở trong group tôi cũng đã có đăng. Đó, mong các bạn là có thắc mắc gì chúng ta có thể để cái comment và tôi sẽ giải đáp. Cảm ơn.